bảng thi đấu của bóng chuyền nữ Việt Nam, Thanh Thúy và các đối thủ tại ASEAN 2023, Trung Quốc. Thưa quý vị, môn bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể thao Châu Á 2023, ASEAN 19 sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 với sự góp mặt của 14 đội tuyển. Trước đó, ban tổ chức ASEAN 19 đã công bố kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc và Nepal. Để đi tiếp tuyển nữ Việt Nam cần phải giành một trong hai vị trí đầu bảng. Cách đây không lâu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ngược dòng đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 3-2 đầy cảm xúc tại trận ra quân giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023. Tuy nhiên, tại Đại hội Thể thao châu Á sắp tới, rõ ràng đội bóng xứ Kim Chi sẽ chơi đầy tập trung để đòi lại món nợ. Còn về phía đội tuyển Nepal, đội bóng này bị đánh giá yếu hơn Việt Nam rất nhiều, vì thế ở trận mở màn ASEAN ngày 30 tháng 9, nhiều khả năng chúng ta sẽ giành chiến thắng dễ trước Nepal. Do đó, cánh cửa đi tiếp vào vòng trong của tuyển nữ Việt Nam vẫn rất rộng mở.